Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 18 tháng 5 năm 2023, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, tuy nhiên không khí khá oi bức. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 18 tháng 5 và ngày mai 19 tháng 5. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 26 đến 28 độ. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 33 đến 35 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 27 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ 33 đến 35 độ, gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 4 cấp 5, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 5 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 382 cm vào lúc 12 giờ 45 phút và nước ròng mức thấp nhất 60 cm lúc 20 giờ. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong ngày 18 tháng 5 năm 2023 trong toàn tỉnh cho thấy các chỉ số đều nằm trong ngưỡng an toàn với ba khu vực đặc thù của tỉnh: thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 18 tháng 5 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 39, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 30. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa ở mức tốt 44.